Xin chào cả Chào nhà. chúc mừng anh nha. Cảm ơn em nhiều nhiều nha. Cả nhà ơi, hôm qua đó là anh Huân có đăng một cái video. Cái video đó là video cũ, quay hồi tháng 9 năm trước á. Lúc đó là Quyên chưa có phát bệnh nhìn nặng nhiều. Rồi hai đứa vui vẻ lắm, coi như là mình niềm vui tràn trề. Kiểu với anh Huân hy vọng á, hy vọng tương lai mình sẽ dạy được con mình rồi vậy, rất là vui hạnh phúc. Thì mà đến từ đó tới nay là Quyên bệnh rồi, gia đình vậy, nói chung là buồn, thời gian khó khăn đó thì giờ cũng dần dần vượt qua rồi. Thì hôm nay á là có một cái niềm vui. As I told you guys, everyone, before I am making games, I thought I could finish it all year, but you know, last year we have some problems in our family, so because of that, it has been delayed. But finally, đã chạy điện thoại của mình hoàn thành rồi. Cảm ơn. Quyên ngày hôm nay Quyên vui lắm luôn á, tại vì trò chơi của anh Huân hoàn thành. Quyên also helped me a lot when I was developing game. She helped me test game. She helped me to find some bug, test the balance. So because of that, I think my game is better than before because of you. Em có phụ anh được gì nhiều đâu. Nhưng mà game của anh chưa hoàn thành 100% luôn. Còn hoàn thành, hiểu không? Because my company is a small company. Just have one programmer, one graphic designer, and me and my assistant. So it's not 100% done. Of course, we did our best to make it perfect game, but I think we still need some more tests. So I need to invite everyone to join our test, the final test, and help me to make the game perfect. Vậy là mọi người tải game xuống và thử thử game luôn. Đúng rồi. Vậy là cả nhà ơi, cả nhà làm ơn giúp ủng hộ hai vợ chồng lần này nha. Anh luôn mở game ra, rồi có đường link á, cả nhà vô đường link tải game về điện thoại, điện thoại hay iPad cái gì cũng được, hay điều hành Samsung hay là iOS của iPhone, iPad, MacBook gì cũng được hết. Cả nhà tải game nhà, rồi cả nhà chơi á, chơi game mình cứ chơi bình thường. Ví dụ có thấy lỗi thì cả nhà bình luận cho hai vợ chồng biết. Rồi có góp ý đóng góp gì thì cả nhà cũng đóng góp luôn ha anh, đúng không? Để cho anh Huân nâng cấp lên, cải thiện để game nó hoàn thành. Rồi vì khi mà game ảnh hoàn thành xong hết luôn thì anh sẽ mở ra trên nhiều nước luôn, chứ không phải chỉ duy nhất Việt Nam, là mở game ra trên thế giới luôn. Dạ, thế giới luôn. Đó là lúc đó game mình là coi như là trưởng thành, hoàn thành, hoàn thiện. Đó, còn bây giờ là chưa xong. Thì cả nhà nhớ giúp hai vợ chồng lần này, giúp hai vợ chồng nhé. I will show you how a game is like nhé. Được không? Dạ. Được không? Sau này khi mà Quyên đăng cái video này lên á, mình sẽ để cái phần link ở mô tả với bình luận đầu. Cả nhà cứ vô cái link đó là tải được game. Ok, bước 1. The first step is to download game on the Google Play or in the App Store, please. My game name is Sweet Blast. It's a block puzzle. Cuối cùng nè. It's almost 1 year luôn. Ok, tay game xong rồi. Và mở game. Nha. Tự tình. Là game của mình. Chạy nhẹ. Assistant. Hồi hộp á. Rồi bây giờ Quyên sẽ vô bước 1. Level 1 play. Đây, game là như thế này.
Thay vì là đó là có cái máy, bây giờ có điện thoại chơi. Free. À nhưng mà cả nhà ơi, ở đây có quảng cáo, cho nên mình cũng phải kiếm tiền, cho nên có quảng cáo nha cả nhà. Xem quảng cáo ha. Rồi Quyên cứ xếp cái khói như vậy. Bước 1, level 1, level 2 thì có hướng dẫn. Từ từ nâng cấp lên. Có bao nhiêu level anh? Có bao nhiêu cấp độ? 514 á. Cả nhà dán chinh phục hết nha. Phải xem nào. Rất là nhiều. Đem cái khối này lên để trên này. Đó. Đã chưa? Nó có chữ đó cả nhà đọc nha. Đó. Mấy cấp độ đầu á nó dễ, nó dụ mình đó cả nhà. Từ từ á nó mới khó. Quyên hy vọng là một lượt view sẽ là một lượt tải game á. Cả nhà nhớ là tải game về cả nhà thử nha cả nhà. Chứ là chơi thử rồi cả nhà cho ý kiến để cho anh Quyên thành công nha cả nhà. Làm ơn á, Quyên á không có thể nào giúp anh Quyên thành công được, này mình gãy gánh giữa đường rồi, mình không có test game hồi bữa bệnh nhờ Quyên đâu có thử game cho anh đâu. Đó thì bây giờ cả nhà hãy phụ anh Quyên nha. Thành công nha anh. Chạy lên đây. Đó. Xong. Giờ Quyên phá hủy cái băng này. Xong rồi mình đem cái này để anh này. Mình đem cái này để anh này. Chặng đường quá xa luôn, còn 513 cấp độ. Và anh Huân nói hẹn là sẽ nâng cấp thêm. Nếu mà game được nhiều người đón nhận thì anh sẽ nâng cấp thêm những cái cấp độ khó hơn và cái mức độ tinh vi hơn. Nhưng mà thì đây là cái game chỉ có anh Huân với hai người nữa làm thôi, hai người nhân viên của anh Huân làm, thì không có phải giống như là Liên Minh Huyền Thoại hoặc là cái game là đánh nhau bắn súng hay gì nó phức tạp, nó chỉ là đơn giản cho mình thư giãn như vậy thôi cả nhà. Hy vọng là cả nhà yêu thích cái game này và ủng hộ hai đứa. Yeah, I wish after finishing the game I will share with you more time, we go out more. Vui quá. Vui không? Vui. Đây là niềm vui duy nhất của gia đình luôn á. Because I can feel that like everybody look for me. Like, yeah. Oh, Huân must be successful. Huân, my son, my grandson, and you, my husband. Bước 1 là cả nhà tải game. Ở cái phần miêu tả trong cái video này nè, Huân up lên thì có ở phần miêu tả hoặc là cái bình luận đầu thì có link game của anh Huân. Cả nhà vô cái link đó, nhấn vô cái link thì nó sẽ ra game, cả nhà tải về điện thoại, tải về iPad chơi nha. Cả nhà nhớ là chơi thử rồi cho Quyên cái Quyên biết cảm nhận của mình. Nhớ là đánh giá năm sao nha. Năm sao. Nèo con vui. Cũng năm sao luôn. Cũng năm sao rồi. Năm sao cả nhà. Nguyên ngày hôm nay Quyên vui lắm luôn á. Nguyên ngày hôm nay mình thấy bồ trong lòng mình sao đó, nó gì nè, vui á, em vui á. Tại vì em cũng sợ, trước giờ em sợ là tại em mà anh không có thành công em á. Bây giờ anh nào hoàn thành rồi, là Quyên thấy anh Quyên cố gắng nhiều lắm. Em vui, em mừng. Em thấy á, đôi khi anh ở bệnh viện chăm sóc nổi anh con năm nè, đúng không? Chăm sóc em anh cũng làm. Chúc mừng anh. Cảm ơn cả nhà cũng nhiều. Cảm ơn cả nhà nhiều. Mình ước gì mọi người chơi game và thích game này và ủng hộ mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều.